Khánh ngồi đây đờn tại vì đang đang tập đờn mà tập trung vô cái nick của cái anh bạn gì ở trên YouTube á, mà có tên là gì Trung Đỗ Đỗ Trung gì đó nha nha. Để em cũng nói cho anh nghe nè, mỗi một người có một cái hoàn cảnh với một cái tâm tư, một cái đời sống khác nhau nha, chứ không ai giống ai hết trơn á. Những người khác muốn chồng nhưng mà Tấm Cúc không có muốn chồng nha. Anh đừng nói trời ơi, Tấm Cúc không lấy chồng người ta lấy hết rồi trời, rồi chồng không mong mà nhìn gì đó. Rồi bây giờ anh vô anh nói là tiễn cái gì, tiễn cái gì mà tiễn tiễn mấy ông già lái máy bay gì tùm lum chân á. Ủa Tấm Cúc đâu có mít lòng với anh đâu, mà anh nói mỗi lần cái comment nó dài. Cái đó là cái đó cũng là một cái tâm tư của anh, một cái là giống như là nghĩ đến Tấm Cúc nhiều mới ghi nhiều như vậy. Tấm Cúc biết nhưng mà anh nói nhiều cái nó cũng làm cho Tấm Cúc bị tổn thương. Ví dụ như mấy giờ chỉ có Việt Kiều, mà Việt Kiều già, Việt Kiều thất nghiệp á, bốn mấy năm mấy sáu mấy hoặc là 90 tuổi mới về cưới Tấm Cúc, chứ còn trẻ trẻ giàu giàu ai cưới. Ủa bọn anh nói Tấm Cúc tệ dữ vậy đó hả? Cưới chưa chắc Tấm Cúc chịu nữa, sao nói chuyện kỳ vậy? Tấm Cúc đâu có nói Tấm Cúc ế hay gì đâu, mà là Tấm Cúc không chịu ai hết á. Tấm Cúc sẽ tìm cái người nào mà Tấm Cúc chịu, người ta thương Tấm Cúc thương lại mới được chứ. Chứ còn mà người thương Tấm Cúc mà Tấm Cúc không thương lại, Tấm Cúc cũng không có chịu nữa. Ôi ơi, chứ đâu phải ai khoái mình lấy đại. Trời ơi trời, lấy cái thứ tào lao mới lao vậy mà công mệt. Cho nên đừng có vô nói cái sóc ốc Tấm Cúc nữa. Còn cái vụ mà Viber á, để Tấm Cúc nói anh nghe. Cái đó là hồi nhiều năm trước Tấm Cúc có xài bằng cái số điện thoại Tấm Cúc hiện giờ á, bên máy kia. Rồi bây giờ máy kia nó hư rồi Tấm Cúc bỏ, Tấm Cúc không xài, Tấm Cúc xài máy mới thì Tấm Cúc không có cài đặt cái Viber vô nữa. Thì Tấm Cúc đâu có xài đâu, mà anh bữa anh nói anh hỏi Tấm Cúc là có xài không, Tấm Cúc nói là mắc cái điện thoại kia rồi, mắc cái phone rồi không có xài được, quên mật khẩu rồi. Tại nhiều năm Tấm Cúc cũng không nhớ. Xong anh lên anh nói là người trên cộng đồng mà nói không đúng sự thật, Viber không có mật khẩu wifi. Ủa cái đó không có bất cứ cái gì mà không có mật khẩu wifi, anh làm bất cứ cái gì cũng phải có hết á. Bây giờ dù cho không có đi nhưng mà cái đó là tài khoản của Cúc, bây giờ Cúc không xài thì có mắc cái gì mà Cúc phải nói dối, hoặc là Cúc xài cũng không có nói có đó rồi làm sao. Còn lần này người ta nói thiệt, người ta nói không có, một hai phải có. Tôi thấy anh hôm nay mấy lần anh nói là Tấm Cúc gửi hình gửi tin nhắn mà Tấm Cúc không trả lời từ cái Viber, Tấm Cúc thì dễ vậy đó. Ủa tôi có thấy đâu, tại tôi có xài đâu mà tôi biết. Rồi bây giờ lên bắt lỗi là tại sao tôi nói không đúng sự thật. Rồi kể ra những câu chuyện tôi làm từ thiện nãy kia với ca sĩ Thủy Tiên, người ta nổi người ta giàu bạc tỷ, cái đó của người ta cho tiền nhiều người ta đưa. Còn Cúc, Cúc nói là Cúc làm từ thiện là Cúc có bao nhiêu Cúc làm bấy nhiêu, chứ đâu có nói là Cúc có tiền nhiều để mà làm tiền cho người ta nhiều đâu. Cúc đâu có nói đâu, cho vài bịch gạo vài thùng mì cái là bình thường, nhưng mà Cúc đâu có nói tại sao anh để ý nhiều như vậy. Rồi chuyện Cúc ca hát cũng vậy, Cúc đâu có nói là cần cái gì đâu, mà anh nói là ca hát không có được view, rồi bây giờ qua bên đây câu view làm cái kinh này, bây giờ Cúc làm ba bốn cái clip tiễn anh Tám là sẽ có liền trong vòng ba cái clip thôi, chứ cần gì phải câu like câu view nói về 20 tháng 10 rồi sinh nhật rồi á là tâm sự gì đó đủ thứ đó. Tiễn anh Tám gì đó. Ủa cái đó cái chuyện Cúc làm trên đó Cúc tám vui với mọi người, chứ đâu có tiễn đâu, muốn tiễn dễ quá mà. Rất là nhiều người thương Cúc, Cúc cũng thương nữa, nhưng mà đâu phải là chuyện gì mình cũng nói ra đâu, đúng không? Đâu phải là nói tôi đang thương, tôi đang có người hay là gì đâu, cái đó là cái chuyện tế nhị riêng của người ta. Mà anh lên đó anh nói hoài tôi nhức đầu không chết, anh nói ít tôi còn trả lời, anh nói quá nhiều tôi mệt nghe. Trời ơi cái gì đâu mà cứ lên cái bà Cúc ơi bà lấy chồng đi, Cúc ơi lấy chồng, cái đó là nói vui được. Nhưng mà nói sâu xa quá trời, nói Cúc câu like câu view để làm gì. Câu like câu view vậy anh em người ta mến thì mình tán vui thôi, mà đi vô nói chặn đầu chặn đuôi hoài. Mỗi lần mà nói Cúc không trả lời thứ đầu thứ đều muốn chửi Cúc. Mình lớn rồi mình nói chuyện đàng hoàng tí xíu, thấy anh Dên anh comment nói quá nhiều đó tôi rất là bực. Đọc rồi nhưng mà Cúc không có trả lời đâu. Vậy đó. Bữa nay ngồi đờn mà đờn lạc giọng luôn á, nói chuyện không có được chứ, kỳ cục cái bà. Bởi vì ta nói đàn đàn ông đàn bà mà cố gắng cỡ nào cũng không thành đàn ông, mà đàn ông chỉ cần nói là một vài câu là thành đàn bà liền là gì. Có thể nó cứ nói cái này rồi anh dặn anh không nói chuyện, không có vô coi nữa không chừng, hay là comment gì đó không chừng, nhưng mà đó là sự thật là gì. Anh đem mấy đời tư Tấm Cúc anh nói mà anh không biết gì về Tấm Cúc, cái mình cứ nói hoài Cúc ơi Cúc ế Cúc chuẩn bị nãy kia đủ thứ. Ai hỏi Tấm ơi Cúc ơi Tấm có Cúc có người yêu chưa, Cúc biết là bắt đầu anh vô anh nói anh nên trả lời người ta, trả lời kỳ cục quá. Trả lời có bữa hỏi thấy có ai mà vô hỏi Cúc ơi Cúc, Cúc có người yêu chưa, Cúc biết yêu chưa, cái anh nhạy vô anh trả lời biết yêu gì. Tấm Cúc thì đều muốn có bà ngoại, muốn làm bà ngoại biết yêu nữa.
Su kỳ vậy, anh nói chuyện kỳ vậy. Trời ơi, ở trên cái Cúc channel là ai nói gì Cúc cũng nhìn thấy được chân á, cho nên là hạn chế nói vậy. Trời ơi, Cúc khó chịu dữ lắm kìa, giờ không biết nói gì nữa, giờ ngồi đây mà bức xúc cái điều muốn bứt nút luôn nha. Cúc không có làm gì ấy, chừng cứ vô cứ sang si cứ chửi hoài, giống như cái nha, anh sống bên Mỹ chứ không phải là sống ở Việt Nam đâu. Việt Nam bên Mỹ vậy, chứ cái lịch sử của con người là tối thiểu, chứ tỷ như gọi người ta hoài người ta không nghe máy thì đừng gọi nữa. Gọi người ta không nghe máy, người ta bận việc đủ thứ trên người, bắt đầu là trách móc là tại sao thời gian của tôi quý báu mà tôi gọi thì cô không nghe. Ủa, anh thời gian quý là thời gian người ta không quý á. Trách móc rồi bắt đầu gọi hoài không được, cứ vô đó chửi, vô comment trên YouTube là tào lao. Nghe vậy đó, nghe được không? Thì tình làm YouTube là không muốn đụng chạm đâu, nhưng mà có nhiều cái không nói không được. Cúc thì chuyên gia là kể chuyện vui, nhưng mà mọi người này làm biết mình mắc hức, mình không có kể được luôn. Kỳ cục. Mọi người nghe đang không mà mến Tấm Cúc ở trên đó, rồi bắt đầu điện về, từ Mỹ điện về kia Tấm Cúc á, là để cho ông mua áo ngực gửi về, coi xe máy rồi á, cắt tên vô cái áo ngực gửi cho Cúc. Chịu đại nổi không? Có phải người yêu người gì đâu mà đang không làm lố vậy rồi mua quần nhỏ cắt tên rồi. Đâu được. Cái chuyện đó để cho người yêu của Cúc làm, để cho ông xã tương lai làm. Còn không có thì thôi. Chứ đang không mới gặp bè bè bạn cho nó thích người ta, cái bắt đầu đòi gửi đồ nhỏ đều về mà khắc tên bỏ vô đó gửi về, rồi gọi hoài Cúc không nghe, cái bắt đầu vô chửi Cúc. Vậy có được không? Cúc có nghe mấy lần chứ cũng có nói chuyện qua mấy lần, Cúc cũng biết là mình không có hợp tánh hợp ý thì Cúc không có nói nữa. Bật lên là nói gì đâu không, cứ như là mua bán trao đổi gì đó. Cúc muốn thì có, thì Cúc phải là vậy vậy vậy, còn nếu không thì là thôi, như là trao đổi buôn bán vậy đó. Tình cảm đâu có vậy được đâu, Cúc không có chịu nên là Cúc ngưng lại, Cúc không nói chuyện nữa vậy đó. Để cũng đừng có buồn, tại vì hôm nay thấy vừa nói Cúc tào lao nên Cúc quạo Cúc mới nói vậy, chứ thật sự Cúc là người rất là tế nhị, Cúc ít khi nào nói ra cho ai tổn thương, nhưng mà ai nói gì Cúc thì thật sự Cúc không có cầm lòng được, Cúc phải nói lại.